Hello, mình là Đạt Tâm Bang và đây là Mike Gamer. Chào mừng đến với chương trình Tây Mơ Vào Nghề. Hôm nay hãy cùng chúng mình khám phá một nghề đã có từ lâu nhưng vẫn vô cùng thời thượng và khá nhiều bạn trẻ mê đắm đấy. Nhắc đến tiếp viên hàng không là có ngay cảm giác cực phẩm liền. Mỗi lần các anh chị phi công nè, tiếp viên hàng không kéo vali đi ra máy bay ha, ta nói như là xem biểu diễn khách quốc luôn đó. Sim y thì đẹp đẽ, phong thái thì xuất thần. Chưa kể tiếp viên hàng không được đi đó đây, tiền thì đầy túi, quá đầy đủ cái thứ trên đời rồi. Quả thật không thể phủ nhận bề nổi bần bật của các tiếp viên hàng không, nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy rằng các tiếp viên hàng không cũng rất vất vả, thậm chí có thể dẫn đến cảm giác khủng hoảng. Nếu bạn mê mẩn nghề tiếp viên hàng không và muốn thỏa ước muốn làm việc trên độ cao hơn 10.000 mét thì đừng bỏ lỡ những tiết lộ của tụi mình dưới đây. Tùy mỗi người, người sẽ thấy nở hoa, người sẽ thấy bế tắc. Để xem thích nhưng có nên nhích hay không nha. Trước tiên hãy xem tiếp viên hàng không cần đảm nhiệm những việc gì nhé. Từ góc nhìn hành khách, bạn sẽ quan sát được những nhiệm vụ như chào đón khách, hỗ trợ sắp xếp hành lý, hướng dẫn quy trình bay an toàn, phục vụ bữa ăn, đồ uống và đáp ứng những yêu cầu phù hợp của khách hàng như là cho tôi thêm một ly mì hay là một chai nước chẳng hạn. Và khi có tình huống khẩn cấp như có người bị đau hoặc sự cố hy hữu, tiếp viên hàng không sẽ hỗ trợ sơ cứu và hướng dẫn hành khách. Nhìn chung, kim chỉ nam là đảm bảo sự an toàn, thoải mái và sức khỏe cho hành khách trong suốt chuyến bay. Đó là những gì chúng ta nhìn thấy. Còn đằng sau, tiếp viên hàng không sẽ còn làm nhiều thứ hơn. Thứ nhất, trước khi lên chuyến bay, họ cần họp giao ban với cơ chủ và các thành viên khác của tổ bay, xem xét các quy trình an toàn, thảo luận về kế hoạch bay và đảm bảo đủ vật tư, thiết bị cần thiết trên máy bay. Trong cuộc họp ngắn này, phi hành đoàn sẽ phải trả lời những câu hỏi nhanh như làm gì khi phi công gặp vấn đề, hỏa hoạn bùng phát trên máy bay thì phải làm sao, hay giải quyết sao nếu có người bị đau tim đến mức co giật. MyGM nghe đến đây là chắc bị choáng vì em coi được cái là hậu đậu vụng về, khả năng nhảy số gần như là bằng không. À thì ở bước 1 thì Mai có thể đọc vanh vách các bước, nhưng mà thực hành ok không thì không chắc nha. Mấy cái tình huống cam go vậy mà luống cuống tay chân, thần kinh yếu một xíu là coi như là xa em xa rời vòng tay, là mình hóa thành cái vệt nắng cuối trời luôn đó mọi người. Chứ còn gì nữa, trước khi lên máy bay, tiếp viên hàng không còn cần phải đảm bảo rằng cabin phải thật sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ, chu đáo cho khách hàng. Họ kiểm tra xem các thiết bị khẩn cấp như bình chữa cháy, máy khử rung tim có hoạt động tốt hay không. Họ cũng đảm bảo rằng khu vực tiếp khách, nhà vệ sinh sạch sẽ và tiện dụng. Và kế tiếp, bên cạnh những điều mình đã kể như là hỗ trợ hành khách tìm chỗ ngồi nè, cất hành lý xách tay và ổn định chỗ ngồi, thì hướng dẫn quy trình an toàn trước chuyến bay như cách sử dụng dây an toàn, mặt nạ dưỡng khí và áo phao, cách thoát hiểm như chúng ta thường thấy. Tiếp viên sẽ cung cấp đồ uống, bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ. Tiếp viên cũng cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi về chuyến bay, điểm đến và các câu hỏi khác liên quan đến du lịch. Và khi chuyến bay cất cánh, nhiệm vụ của các tiếp viên hàng không sẽ là đề cao cảnh giác. Vì sao? Sẽ có những tình huống như là các khách hàng cãi nhau, có người gặp vấn đề sức khỏe, hoặc nghiêm trọng là hành khách hành động cực đoan. Chuyện này hoàn toàn có khả năng cao xảy ra. Đơn cử, hồi tháng 3, CNN cho biết một người đàn ông ở Massachusetts, Mỹ bị buộc tội cố ý tấn công một tiếp viên hàng không bằng thìa kim loại bị vỡ và mở cửa khẩn cấp của máy bay trong chuyến bay từ Los Angeles đến Boston. Ngoài ra, tiếp viên cũng sẽ để mắt, đặc biệt hỗ trợ trẻ vị thành niên không có người đi kèm, hành khách lớn tuổi hoặc là người khuyết tật. Trong suốt quá trình làm việc, các tiếp viên hàng không cũng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong phi hành đoàn. Họ có thể sẽ phải cập nhật thường xuyên những thông tin quan trọng như là thời tiết hoặc cảnh báo nhiễu loạn cho cơ chủ và ngược lại. Và khi kết thúc chuyến bay, tiếp viên hàng không sẽ thêm lần nữa kiểm tra cabin sau, đảm bảo mọi vật dụng được cất đúng cách, hoàn thành thủ tục cần thiết như báo cáo sự cố hoặc biểu mẫu phản hồi của hành khách, sau đó hỗ trợ hành khách xuống máy bay, chào tạm biệt và đảm bảo hành khách rời khỏi máy bay an toàn và trật tự. Và đó là quy trình làm việc của tiếp viên hàng không, nghe thì ngắn gọn đó, nhưng không hề dễ dàng. Dưới đây là 3 lý do bạn không phù hợp để trở thành tiếp viên hàng không. Thứ nhất, bạn thiếu kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Nghề tiếp viên hàng không là một nghề tuyệt vời nhưng mà lắm chữ nhân nha các bạn. Cũng khá kiếp nạn khi làm nghề đấy. Phục vụ hàng trăm khách, hiển nhiên có khách this, khách that. Đơn cử, Barbie, 29 tuổi, đến từ Argentina, một nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng có 3 triệu người theo dõi trên TikTok nhờ những video về bí quyết du lịch. Cô cho biết cô đã trải qua một tình huống vô cùng đáng sợ. Đáng sợ như thế nào? Cô kể thế này, giữa đêm một cô gái trưởng thành gọi cho phi hành đoàn chúng tôi và nói bị mẹ mình cắn. Vì vậy chúng tôi lập tức xem tình hình thử ra sao. Hai người họ giận dữ và la hét, cô gái muốn chúng tôi gọi cho bố mình. Nhưng lúc đó chúng tôi lại đang bay trên cao, giữa biển rộng, hiển nhiên không thể liên hệ với bố của cô ấy được rồi. Nhưng mà trông có vẻ cô ấy thực sự muốn gọi ngay cho bố và bắt đầu rất lo lắng. Sau đó thì sao? Mẹ cô ấy thì nói rằng là tinh thần con mình thì không ổn định. Cuối cùng thì cô gái ấy đã ngủ quên trên sàn nhà. Bà bị nói rằng cảnh tượng ấy như một bộ phim vậy đó.
Chắc là mọi người sẽ rất bối rối ở đây. Những lúc như vậy, nhiệm vụ của tiếp viên là thực sự bình tĩnh, giao tiếp nhẹ nhàng, khuyên bảo các hành khách đó, trong khi vẫn phải tiếp tục trấn an những hành khách khác, tránh tình huống hỗn loạn. Chia sẻ với CNN Travel, một tiếp viên hàng không khác người Anh tên là Chris Major chia sẻ, anh cũng từng gặp các tình huống du khách sợ bay và hoảng loạn. Khi đó, anh phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau là gì, sau đó nói chuyện và xoa dịu nỗi sợ hãi của họ. Tiếp viên hàng không người Mỹ Ali Mullis cũng nói với CNN Travel rằng nếu biết được hành khách nào đó đang lo lắng, cô ấy sẽ cố gắng theo dõi người đó suốt chuyến bay, hướng dẫn kỹ thuật thở, giới thiệu một cuốn sách hấp dẫn hay một bộ phim hay nào đó để họ xem và trấn tĩnh. Sẽ còn có những tình huống khẩn cấp hơn, cần thiết phải can thiệp y tế. Bước kinh điển đầu tiên là tiếp viên phải tìm các bác sĩ có mặt trên chuyến bay để nhờ hỗ trợ. Nhưng tiếp viên Major cho biết, ở Anh, hầu hết phi hành đoàn sẽ tự mình hỗ trợ hành khách sử dụng vật tư y tế trên máy bay trong tình huống khẩn cấp. Mặc dù họ có thể sử dụng một số loại thuốc nhất định, nhưng phải dưới sự chỉ đạo của mặt đất thông qua các cuộc gọi vô tuyến. Anh nói thêm, nếu có ai đó bị ngừng tim, chúng tôi có máy khử rung tim. Việc nhờ bác sĩ giúp thì cũng tốt thôi, nhưng còn phải xem họ là bác sĩ thuộc chuyên khoa nào nữa. Bản thân cô Malice thì kể rằng trên các chuyến bay đến Mỹ của cô, phi hành đoàn cũng sẽ gọi bác sĩ ở mặt đất trong trường hợp cấp cứu y tế. Nhưng không giống Major, cô tin rằng có bác sĩ hoặc y tế trên chuyến bay chắc chắn là tốt hơn và hữu ích hơn. Cá nhân tôi vẫn thích nhờ bác sĩ trên máy bay hơn. Tôi nghĩ rõ ràng họ là những người được đào tạo tốt nhất để ứng phó những tình huống như vậy. Nhưng dù sao, phi hành đoàn chúng tôi cũng có nguồn lực và chương trình đào tạo cơ bản về nhiều tình huống y tế khẩn cấp như vậy, cô nói. Ngoài ra, tiếp viên cũng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười khác, như gặp phải một hành khách say rượu, hung hăng hay chọc kẹo thô lỗ. Tờ New York Post đăng tải chia sẻ của một tiếp viên giấu tên cho rằng cô cực kỳ khó chịu khi có nhiều hành khách không lịch sự chạm vào người khi cô đang đi ngang qua để gây chú ý và yêu cầu hỗ trợ. Hoặc có vài người thì nói thì thầm trong khi máy bay rất ồn ào, và cô cũng cảm thấy khó chịu khi hành khách phàn nàn về thời tiết hoặc việc bảo trì máy bay bị chậm, trong khi bản thân tiếp viên hàng không thì không phải là những người có thể kiểm soát những vấn đề đó. Chưa hết nữa nha, có cả tình huống ở khách hàng vừa ra sàn như thế nào hay là trong lavabo nữa, rồi kêu tiếp viên ra chọn. Cảm giác lúc ấy là quá mệt rồi, quá đủ rồi. Được rồi. Trở thành các anh chàng và cô nàng biết tốt cũng đau đầu thật đấy. Nhưng sau tất cả, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù có tức cái lồng ngực đến thế nào thì cũng phải giữ một nụ cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Kế tiếp, một lý do thứ hai khiến nghề tiếp viên hàng không có thể xa tầm với đối với một số bạn đó là sức khỏe kém. Theo trang MySkyPlatform chuyên dành cho phi công và phi hành đoàn đã chỉ ra như thế này, làm tiếp viên bạn phải trải qua những chuyến bay dài, có thể là làm việc suốt 12 đến 14 tiếng, thậm chí hơn 20 tiếng liên tục cả ngày lẫn đêm. Chưa kể, trong một tháng tiếp viên có thể đi qua nhiều múi giờ hoặc thực hiện nhiều chuyến bay mỗi ngày, sẽ có trường hợp nhịp sống không còn cân bằng nữa và tiếp viên rơi vào trạng thái mệt mỏi và thiếu ngủ liên tục. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn có thể dẫn đến đau đầu và khó tập trung, mất sức, trí nhớ kém. Em mà như vậy hả thì chắc đầu óc mụ mị, tôi là ai và đây là đâu luôn á. Chưa kể với lịch trình dày đặc, quả là khó để duy trì thói quen ngủ nghỉ. Nhưng tiếp viên có thời điểm được nghỉ vài ngày liên tục, có thể tranh thủ lúc này để mà ngủ bù thật đã đó. Rồi, bên cạnh giấc ngủ, tiếp viên hàng không còn rất dễ bị giãn tĩnh mạch do tình trạng chênh lệch áp suất mà họ có thể phải đối mặt ít nhất vài lần trong ngày. Và rồi, nếu mà bạn bị ốm ư, bạn vẫn được đi làm vì không thể nào báo trước được. Bước vào nghề tiếp viên hàng không, bạn phải chấp nhận nguy hiểm. Có ý kiến nói rằng ngành hàng không luôn nằm trong top những ngành nguy hiểm nhất. Đó là bởi vì hoạt động trên không nên mọi sự cố dù là nhỏ nhất đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả mọi người. Khoảng thời gian cất cánh và khoảng thời gian hạ cánh được cho là những khoảng thời gian nguy hiểm, có khả năng xảy ra rủi ro cao nhất trong các chuyến bay, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất đối với những người tiếp viên. Vào năm 2022, một người đàn ông ở Ohio, Mỹ đã bị phi hành đoàn và hành khách khác dùng băng keo để trói tại chỗ sau khi tên này có hành động khiếm nhã và còn hành hung các tiếp viên hàng không trong chuyến bay từ Philadelphia đến Miami, Mỹ. Hắn sau đó đã ra tòa và bị kết án 60 ngày tù giam, theo tờ Guardian. Tiếp viên cũng phải có khả năng nâng vật nặng lên đến 22,5kg trên vai để chất hành lý vào các khoang trên cao, đẩy hoặc là kéo xe đẩy khoảng 14,5kg, đồng thời mở và đóng cửa thoát hiểm khẩn cấp nặng tới 27kg. Vì vậy, không khỏe là không làm được nghề này đâu nha. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy đáng sợ và bị thử thách bởi lòng tham bên trong mình. Buôn lậu và buôn hàng quốc cấm là chuyện không hiếm trong ngành tiếp viên hàng không. Đơn cử vào năm 2022, tiếp viên của Mesa Airlines, Gutierrez White, đã nhận tội giấu trong người fentanyl, một loại thuốc giảm đau có chất gây nghiện, mạnh gấp 100 lần morphine sau khi cố gắng vượt qua vòng kiểm tra an ninh. Và nếu các bạn có trái tim thổn thức, Mỹ còn trẻ, Mỹ muốn đi chơi thì chắc sẽ buồn lòng vì vắng mặt những dịp tụ họp trình trang với gia đình, bạn bè. Rõ ràng công việc tiếp viên hàng không đòi hỏi bạn phải đi lại nhiều, đồng nghĩa phải xa gia đình và thường xuyên được đồng bọn tách tên vì vắng mặt.
Tất cả hãng hàng không đều làm việc 24/7, không có ngày nghỉ vào đêm giao thừa hay Giáng sinh. Bạn có thể sẽ phải làm việc vào dịp sinh nhật hoặc đám cưới của bạn bè, người thân. Tất nhiên, bạn có thể cố gắng xin một ngày nghỉ để có thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy. Thông thường khi bắt đầu sự nghiệp, bạn sẽ làm việc vào những ngày nghỉ lễ bận rộn nhất, đôi khi phải làm ca đêm, việc xa nhà trong thời gian dài có thể chấp nhận được với những người độc thân. Nếu làm ở hãng hàng không đường dài, bạn thường vắng mặt nhiều ngày, thế thì thời gian tìm người yêu thì hơi căng nha. Một điều nữa là bạn có thể kết hôn trong thời gian làm việc, nhưng sau 3 năm mới được phép có con. Vì vậy nên đa phần tiếp viên hàng không thường có con khá muộn. Và cần lưu ý thêm là tuổi nghề tiếp viên hàng không thường không cao. Tiếp viên hàng không độ tuổi nghỉ việc sẽ sớm hơn là các người đứng trong tổ lái, bởi đơn giản là họ là gương mặt đại diện cho hãng hàng không mà. Và những cái dấu hiệu lão hóa trên gương mặt e rằng sẽ không thích hợp với yêu cầu của các hãng hàng không đâu. Tất cả các hãng hàng không sẽ cho phép tiếp viên hàng không của mình nghỉ hưu trước số tuổi quy định của luật lao động. Khi đó, bạn có thể nhận phân công công việc khác hay còn gọi là lui về hậu trường. Còn đối với những người thi tuyển mới, thì giới hạn độ tuổi sẽ không quá 25 tuổi theo đúng quy định. Cũng có hãng hàng không cho phép người dưới 45 tuổi đã từng làm tiếp viên hàng không được đăng ký tuyển dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như các tiếp viên hàng không đều xin nghỉ việc sớm sau khoảng 10 đến 15 năm làm việc bởi áp lực công việc, cuộc sống và gia đình là quá lớn. Nhưng, nếu chấp nhận và vượt qua những khó khăn trên, nghề tiếp viên hàng không sẽ mang lại cho bạn nhiều quả ngọt. Trước hết, phải nói đến mức lương vô cùng hấp dẫn. I came here to grab some money, dropping all my money. Tự lại Mai ơi. Mà công nhận nghề tiếp viên hàng không khá là hấp dẫn so với mặt bằng chung về mức lương. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, mức lương trung bình hàng năm của tiếp viên hàng không ở nước này là 61.640 đô la. Bộ này còn đánh giá nghề này sẽ phát triển và dự kiến tăng 21% vào tháng 5 năm 2031. Ngoài ra, có nhiều tiếp viên còn nhận lương theo giờ phục vụ trên máy bay. Điều đó có nghĩa là mức lương của họ có thể dao động tùy theo lộ trình của chuyến bay. Có nhiều thông tin tiếp viên ở Việt Nam nhận lương lên đến 40 đến 60 triệu. Tuy vậy, theo một số khảo sát thì mức lương trung bình là từ 20 đến 26 triệu đồng mỗi tháng. Do lên máy bay, họ mới được tính tiền và bị hạn chế giờ bay. Cũng có người cho rằng mức lương không quá cao so với những tiêu chuẩn khắt khe và cường độ công việc mà một tiếp viên hàng không phải đáp ứng. Mức lương cao trên trời chỉ có ở tiếp viên trưởng và tiếp viên 5 sao, nhưng họ phải đổi nhiều thời gian, công sức để vươn lên nấc thang nghề nghiệp chót vót. Thế nên, rất nhiều bạn trẻ mới vào nghề sẽ dễ bị ngợp lắm đó. Điểm lợi và người mê tiếp theo của nghề tiếp viên là có thể đi du lịch với mức giá rất thấp. Theo MySky Platform, hầu hết hãng hàng không giảm vé máy bay cho nhân viên của họ, cùng gia đình, đôi khi là bạn bè nữa. Bạn có thể kết hợp các chuyến đi tại điểm đến. Nếu là tiếp viên trên các chuyến bay quốc tế thì tha hồ vi vu, tưởng tượng xem mua sắm ở London, tận hưởng ẩm thực ở đường phố Trung Quốc, ngắm hoa anh đào nở ở Nhật Bản. Thông thường, thời gian quá cảnh là từ 24 đến 72 giờ tùy vào điểm đến. Vậy điều kiện để trở thành tiếp viên hàng không là gì? Đầu tiên, để trở thành tiếp viên hàng không, các bạn phải đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, có khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, không có dị tật, hình xăm, sẹo hay những đặc điểm không phù hợp với ngành dịch vụ. Đối với nam, thông thường các hãng hàng không ở Việt Nam yêu cầu chiều cao từ 1m65 đến 1m82, độ tuổi từ 18 đến 30, có cân nặng phù hợp với chiều cao. Đối với nữ, tùy từng hãng hàng không có yêu cầu khác nhau, nhưng thấp nhất phải đạt chiều cao 1m58 và không vượt quá 1m75. Cũng giống như với các bạn nam, nữ tiếp viên hàng không phải có cân nặng phù hợp với chiều cao. Một số hãng hàng không trên thế giới như Mỹ, Nhật không yêu cầu tiếp viên hàng không phải quá xinh đẹp mà lại đặc biệt chú trọng đến sự thân thiện, vui vẻ, nhanh nhẹn, sức khỏe và giàu kinh nghiệm. Ở Việt Nam, gần như 100% nữ tiếp viên hàng không của tất cả các hãng bay đều có ngoại hình được đánh giá là xinh như hoa hậu. Nhưng cần lưu ý là nghề tiếp viên hàng không thu hút ngày càng nhiều các bạn trẻ đấy, cho nên tỷ lệ chọi rất cao và cao đến khó tin luôn ấy. Trung bình 100 người nộp đơn thì chỉ có 5 đến 8 người trở thành tiếp viên mà thôi. Ở các hãng hàng không quốc tế lớn như Emirates hay Qatar, con số này còn khủng khiếp hơn. Như vào năm 2014, Emirates Airlines nhận được hơn 256.000 đơn ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không của họ, nhưng cuối cùng thì chỉ có 5.000 ứng viên được chọn, nghĩa là chỉ có 1,95% ước mơ của mọi người trở thành sự thật, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 5,2% người trúng tuyển vào Đại học Harvard khóa 2021. Nghề nào cũng vậy, đều có ưu và nhược điểm cả. Bất chấp nhiều khó khăn, tiếp viên hàng không vẫn là một ngành nghề hấp dẫn và đem đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho những người tìm kiếm một chút cảm giác phiêu lưu và sẵn sàng đón nhận những thách thức mới. Tóm lại là trách nhiệm sẽ rất lớn. Và nếu ngành này vẫn chưa phù hợp với các bạn, thì tụi mình còn hàng tá ngành nghề hấp dẫn, thời thượng khác sẽ có trong những tập tiếp theo của Tây Mơ Vào Nghề. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.